Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 8 cho biết quân đội Nga đã đẩy lùi các nỗ lực của các nhóm cơ động Ukraine có xe bốc thép đột nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Cơ quan này cũng xác nhận các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các đơn vị của đối phương gần các làng Tolpino và Obstri Kolodes. Theo AFP, đây là dấu hiệu cho thấy một số đơn vị Ukraine đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga đến mức nào. Sau gần một tuần giao tranh, Nga vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng để đẩy lùi đà tiến công của Ukraine ở vùng Kursk. Người đứng đầu vùng Zaporizhia Yevgeny Balitsky ngày 11 tháng 8 cho biết các đơn vị của Nga đang di chuyển từ Zaporizhia đến để ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới cùng ngày 11 tháng 8 đã lần đầu tiên trực tiếp thừa nhận vụ đột kích xuyên biên giới vào Nga. Ông Zelensky cho hay trong mùa hè này, Nga đã thực hiện 2.000 cuộc tấn công xuyên biên giới từ Kursk. Trong bài phát biểu hàng đêm từ Kiev ngày 11 tháng 8, ông Zelensky cho biết Pháo binh, súng coi, máy bay không người lái. Chúng tôi cũng ghi nhận các cuộc tấn công bằng tên lửa và mọi cuộc tấn công như vậy đều đáng bị đáp trả một cách công bằng. Một quan chức cấp cao Ukraine tiết lộ hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã tham gia chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga nhiều hơn so với cuộc xâm nhập nhỏ ban đầu được lực lượng biên phòng Nga báo cáo. Theo tạp chí Forbes, Mỹ, chỉ 4 ngày sau khi Kiev phát động tấn công xuyên biên giới vào tỉnh của Nga, số lượng lũ đoàn Ukraine được xác nhận đã có mặt trong và xung quanh tăng lên ít nhất 5 lũ đoàn, trong đó có 4 lũ đoàn cơ giới và một lũ đoàn tấn công đường không độc lập. Các lũ đoàn này có tổng cộng khoảng 10.000 binh sĩ và 600 xe bọc thép. Ngoài ra, họ còn được các đơn vị pháo binh, phòng không và máy bay không người lái, UAV, trinh sát tăng cường hỗ trợ. Để hình dung rõ hơn về quy mô lực lượng Ukraine trong và xung quanh Kursk, Cần lưu ý rằng, Kiev đã thành lập một quân đoàn gồm 10 lũ đoàn mới để dẫn đầu cuộc phản công ở phía Nam vào mùa hè năm 2023. Trong khi đó, theo Forbes, nhóm quân phía Bắc của Nga chiến đấu dốc khu vực biên giới có khoảng 48.000 quân. Hiện nhóm quân của Nga đang xa lây ở thị trấn Volchansk, vùng Kharkov, cách biên giới thị trấn Sudra, tỉnh Kursk, khoảng 145 km về phía Đông Nam. Do đó, việc nhóm quân này có thể chuyển lực lượng về Sudra nhanh tới mức nào có thể sẽ trở thành yếu tố quyết định kết quả của đợt tấn công do Ukraine phát động. Nếu hành động nhanh, Nga có thể làm chậm hoặc thậm chí đảo ngược bước tiến của Ukraine. Nếu hành động chậm, họ có thể sẽ mất thêm nhiều lãnh thổ tỉnh cuộc sơ cơ vào tay các đoàn quân Ukraine. Thế nhưng, tạp chí Mỹ cho rằng việc lực lượng Ukraine tiến quá nhanh cũng có thể gây tác dụng ngược đối với những người đã vạch ra kế hoạch tấn công nếu các lũ đoàn Ukraine di chuyển xa hơn phạm vi hỗ trợ của pháo binh, phòng không và hậu cần cho phép, họ có thể bị cô lập và áp đảo về họa lực sâu bên trong. Nói cách khác, Kiev đang mạo hiểm với hàng nghìn quân mà họ không thể dễ dàng thay thế. Do đó, lực lượng hiện nay chỉ bằng một nửa quy mô quân đoàn phản công năm ngoái. Theo ước tính của Reuters, quân đội Ukraine hiện kiểm soát khoảng vài chục km vuông lãnh thổ Nga nhưng không đưa ra yêu sách gì. Trong khi đó, cho đến nay, Matskova kiểm soát hơn 100.000 km vuông lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền. Cả Nga và Ukraine đều chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Đây có thể coi là cuộc đột kích quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Kiev vào Nga. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrei Zagorodnyuk, người hiện là cố vấn cho chính phủ, hôm 10 tháng 8 cho biết Ukraine đã lên kế hoạch cho chiến dịch đột kích vào biên giới Nga từ rất lâu. Mục đích không phải là để kiểm soát lãnh thổ Nga lâu dài. Ông nói, chúng tôi không cần đặt của Nga, chúng tôi muốn họ thất bại trước chúng tôi. Ông Zagorodnyuk tiết lộ thêm, mục tiêu thực sự của chiến dịch là chuyển hướng lực lượng Matsukova khỏi các khu vực khác của tiền tuyến Ukraine và đưa cuộc chiến vào đất Nga nhằm ngăn người dân ủng hộ chiến dịch quân sự của Moscow. Một số nhà quan sát nhận định, ngoài việc muốn người Nga nếm trải những gì người Ukraine đang phải hứng chịu, Kiev có thể muốn gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân ở nước láng giềng nhằm làm giảm sự ủng hộ của họ đối với điện kremlin đồng thời nâng cao tinh thần của người dân nước mình và giành được vị thế đàm phán tốt hơn chuyên gia taras Zahorodny ở kiev tin rằng chính quyền zelensky cũng có thể muốn làm mất ổn định cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của nga ở khu vực biên giới theo cách mắt đã phá hệ thống năng lượng và lưới điện của ukraine sự mất ổn định của hệ thống năng lượng có thể tác động tiêu cực đến sự ổn định của nền kinh tế nga Thực tế, thị trấn Sutza hiện là nơi đặt chậm bơm khí đốt tự nhiên duy nhất từ Nga đến châu Âu qua Ukraine. Bất chấp xung đột, Ukraine vẫn cho tập đoàn khí đốt quốc gia Nga Gazprom thuê đường ống dẫn nhiên liệu tới châu Âu với giá 2 tỷ đô la một năm. Thỏa thuận trung chuyển khí đốt sẽ hết hạn vào tháng 1 năm sau nếu không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Vụ đột kích của Kiev có thể làm gián đoạn điều đó. Ngoài ra, nhà máy điện hạt nhân Kursk một trong những cơ sở sản xuất điện hạt nhân lâu đời nhất thế giới, tọa lạc ở thị trấn Cuộc Sa cách sút ra khoảng 70 km về phía đông. Nhiều nhân chứng kể đã nhìn thấy UAV của Ukraine ở Cuộc Sa Theo nhà phân tích quân sự Mikhailo Zirokov, một mục tiêu nữa của Kiev khi thực hiện các vụ đột kích trong vài ngày qua có thể là phân tán lực lượng Nga đang gây áp lực và dồn dập tiến công ở tiền tuyến Biển Đông đất nước. Đài BBC dẫn lời ông Zirokov lưu ý, Matsyakova, dường như đã phải tái triển khai một phần binh sĩ từ tiền tuyến miền đông Ukraine trở về bảo vệ vùng biên giới Nga. Ông Zirokov giải thích, nếu xem các báo cáo chính thức, các bạn sẽ thấy sổ bom lượn do Nga thả xuống khu vực Donetsk đã ít hơn đáng kể. Điều đó có nghĩa máy bay chuyên cho chúng đang ở nơi khác tại Nga. Bên cạnh đó, chiến dịch tấn công của Ukraine cũng nhằm phơi bày điểm yếu của Nga và giành thế chủ động trong cuộc xung đột sau nhiều tháng Nga giành được lợi ích ở Donbass và các khu vực khác. Hãng tin Bloomberg của Mỹ đã nêu ra lý do khiến Ukraine có thể tiến nhanh chóng vào lãnh thổ Nga trong vài ngày. Theo Bloomberg, tình báo Nga trước đó đã chuyển thông tin về việc Ukraine dọn quân tới gần biên giới hai nước, nhưng Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga dường như đã không báo cáo lên cấp trên. Điều này có thể đã khiến quân đội Nga chuẩn bị không kịp khi Ukraine tấn công. Cuộc tấn công nhanh chóng của Ukraine cũng khiến các nhà phân tích phương Tây không thể ngờ tới khi Kiev nhiều lần phàn nàn về việc họ đang thiếu hụt nhân sự và đạn dược. Glenn Grant, chuyên gia quốc phòng cấp cao tại Baltic Security Foundation, nhận định, thành thật mà nói, không ai biết tại sao họ lại làm vậy. Điều này vừa bất thường vừa bất ngờ vì Ukraine luôn tuyên bố rằng không có đủ người và vũ khí để bảo vệ tiền tuyến. Hussein Aliyev, giảng viên cao cấp về nghiên cứu chung và Đông Âu tại Đại học Glasgow, Anh, nhận xét. Frank Ledwich, giảng viên cao cấp và nhà phân tích quân sự tại Đại học Portsmouth, cho biết động thái của Kiev có thể được coi là một cuộc tấn công phu đầu nhằm ngăn chặn Nga tập kích vào khu vực Sumy. Làm như vậy là mạo hiểm, nhưng xét về mặt quân sự thì điều đó có ý nghĩa, ông nói thêm. Ông Aliyev cho biết Ukraine không có chiến thắng lớn nào kể từ Kherson vào tháng 11 năm 2022 đây có thể là nỗ lực của Ukraine nhằm thể hiện sức mạnh. Trong khi đó, cuộc tấn công của Kiev cũng có thể giúp nâng cao tinh thần cho phía Ukraine. Mặc dù rất khó để dự đoán về tương lai rằng liệu Ukraine có giữ được các khu vực này trước Nga áp đảo về tiềm lực hay không, nhưng theo giới quan sát, cuộc tấn công của Ukraine cho thấy việc Kiev đã thành công gây bất ngờ cho đối thủ để đạt được đà tiền khá nhanh. Đầu tiên, Ukraine dùng chiến thuật tác chiến điện tử chớp nhoáng. Theo Forbes, Kiev từng dùng chiến thuật này ở Kharkov với quy mô nhỏ hơn. Họ ban đầu sẽ dùng tổ hợp tác chiến điện tử nhằm loại bỏ UAV trinh sát của Nga, khiến đối thủ không hiểu rõ điều gì đang xảy ra trên thực địa. Sau đó, Ukraine tiếp tục dùng tác chiến điện tử để chặn hệ thống thông tin liên lạc của đối phương, theo Forbes. Vì Nga đang tập trung chiến đấu ở các mặt trận khác, nên phòng thủ của phía Maksyukova, tương đối mong và Ukraine đã tận dụng điều này. Do ảnh hưởng từ tác chiến điện tử. UAV của Nga đã không tác chiến hiệu quả ở hướng này. Do đó, để cho Ukraine đưa tăng thiết giáp xâm nhập qua biên giới. Rào cản lớn nhất của Ukraine lúc này là hệ thống hào đào sâu của Nga dọc theo biên giới trong những năm qua. Khi chiến hào được dọn sạch, các đơn vị biết kích Ukraine nhanh chóng di chuyển vào để kiểm soát các vị trí. Trên đầu họ, UAV tiếp tục bay để loại bỏ mỗi đe dọa. Cùng với đó, các tổ hợp tác chiến điện tử lại được đưa lên phía trước toàn bộ quá trình tấn công được lặp lại lần nữa để Ukraine tiếp tục tiến lên. Theo các nguồn tin từ phương Tây, việc Nga triển khai phòng thủ mỏng đã tạo điều kiện để Ukraine chọc sâu vào khu vực này với tốc độ nhanh. Ukraine buộc phải chạy đua với thời gian vì Nga đã bắt đầu đưa vũ khí hạng nặng tới nhằm dùng họa lực áp đảo đối thủ. Mặt khác, để chặn Nga tiếp viện cho Kursk, Ukraine được cho đã sử dụng pháo để bán vào các đoàn xe trọ quân và vũ khí của Nga. Thông tin từ hiện trường nói rằng Ukraine có thể đã dùng HIMARS để vô hiệu các nỗ lực của Nga trong vài ngày qua nhằm đưa lực lượng tới Kursk. Rõ ràng việc Ukraine đưa quân vào lãnh thổ Nga là rất rủi ro, khi họ càng đi vào sâu, họ sẽ càng có rủi ro bị Nga cô lập và bao vây từ các bên. Khi đó, Ukraine có thể đối mặt với việc thiệt hại hàng nghìn quân mà họ không dễ bù đắp lại được trong thời gian ngắn. Đánh xuyên qua biên giới Nga là một canh bạc rủi ro, khi thông thường bên tấn công phải có tiềm lực gấp 3 lần bên phòng thủ ukraine đã gây bất ngờ cho đối thủ nhưng câu hỏi đặt ra là liệu ukraine có thể duy trì được đà tấn công trước nga áp đảo về vũ khí và nhân lực trong những ngày tới hay không